Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình em 0348308843 ha. Rồi, mọi người theo dõi kênh nhớ bấm vô đăng ký ha. Bấm vô nút đăng ký để em cập nhật mấy cái video mới lên, nó thông báo về cho mọi người xem cho nó nhanh. Rồi hôm nay là video 121 nha mọi người. Đầu tiên là có cái bàn ủi của Nhật mà nó bị đem về thì cắm điện nó không có lên gì hết. Nè, bàn ủi này xài điện 100V 450 quá ha. Là ngoại hình nó cũng còn nguyên, nhìn rất đẹp, mà cắm thì nó không có lên. Em thì không có sửa ha, cho nên bán như là xác cho mọi người về nè. Biết dọc thì sửa ha. Đó. Cắm điện thì nó không có lên đèn luôn. Thấy nó em run. Đây, dây còn nguyên zin, dây zin luôn. Của National ha. À, National. Nội địa Nhật á. Nhìn rất là đẹp luôn. Này Nhật sản xuất nè, nội địa luôn. Hàng này rất là xưa xưa rồi ha, như là xưa rồi. Giờ thì bằng ủi nó chức năng nó khác, có hơi nước rồi thì nó đời mới. Rồi cái bàn ủi này bán sát ha, dây này dây chống cháy rất là tốt. Rồi bán sát 200.000 ha mọi người, mã là 121.1 với 200. Tiếp theo em về hai cái đầu bét phun sơn rất là đẹp, bét phun sơn ha, của Meiji. Đây nó có mã là A100. Đây cái hàng này nó chưa có sử dụng mọi người. Cái bét này giống như phun công nghiệp, nó gắn trên súng á. Đây đường vô nè. Nó có đường vô nè, đường vô sơn với vô khí ha. Đây thì không có vô. Đây cũng như nó bắt lên cố định. Ở đây điều chỉnh được nè. Đó, đây là cái núm điều chỉnh rất là đẹp. Nó thiết kế full cái bét bằng đồng luôn nha mọi người nè. Full bằng đồng luôn. Ở đây là chỉnh gió nè. Lúc này chỉnh gió nè. Đây là bét phun 0.8 nha mọi người. Bét 0.8. Đây. Đó. Rất đẹp. Hàng chưa sử dụng mọi người. Đây nó chưa sử dụng. Này ren còn nguyên. Chưa có vô ren luôn. Rất là đẹp. Nè. Kích thước nó làm lấy cây thước đo kích thước nó không nha. Đây. Còn cái lỗ ren này mấy ha? Cái ren này là 9 ly nha mọi người, ren 9 ly ha. Cái ren không dụng, ren nhỏ đó.
9 ly. Rồi. Cái đầu bát phun này có mã 112.2 ha, giá 300 ngàn một cái nha mọi người. 300 ngàn một cái. Tiếp theo là một cây carton. Carton của Nhật, của Mitsubishi nha mọi người. Đây. Mitsubishi sản xuất. Ở còn ok. Để cắt thử cái này. Đó. Để dễ hình dung cái lưỡi nó như thế nào. Rồi. Cái cắt ton của Nhật. Cái thước là 25 mọi người. Lưỡi nó là 6 phân rưỡi. Rồi cắt ton Mitsubishi này có mã 121.3. 121.3 giá 300 ngàn. Rồi em về được một con dao rất là đẹp. Đây con dao làm thủ công thôi. Đây nó mài cái bao da luôn. Loại này xưa rồi ha. Đời cũng lâu. Đó, kiểu làm thủ công là cán nó bằng sừng ha. Đây. Chữ nó khắc thủ công mọi người. Đó. Hunter King. Cái lưỡi này zin á, chưa có làm gì hết nha mọi người. Nè, tình trạng nó như vậy nè. Mọi người xem hả? Đó. Đây, con dao này có kích thước là 25 cm ha. Lưỡi nó là 15, gần 15. Đây, cái bao dao luôn. Rồi, con dao của Nhật. Dao Nhật này có mã 121.4 ha. Giá 700 ngàn. Tiếp theo là một cái cờ lê đa năng của Nhật, thương hiệu là Sunki. Sunki, lưỡi còn rất đẹp. Lưỡi tình trạng đẹp hết nha mọi người. Đây, đẹp nè. Ở còn nguyên đẹp. Này kích thước cái lưỡi nè. Đây mọi người xem giùm ha. Chừng nó mở ra được cỡ 36 mọi người. 36 mm. Chiều dài nó 22-25 cm. Thép dày cứng ha. Hàng Nhật thì nó lúc nào cũng chắc chắn. Rồi cây đa năng này có mã là 121.5 giá 250. Rồi tiếp theo một cây. Đây về được một cây lấy dấu. Cây này rất ít gặp. Cây lấy dấu của Nhật ha. Đây cây này tình trạng cái này là cái lưỡi nó hư ấy rồi. À, nó lưỡi hơi mòn nha mọi người, cái mũi. Còn lấy dấu thì vẫn tốt. Cái mũi nó hơi mòn. Không có cái gì để thử lên.
Đây đây có miếng gỗ nè, thử nhìn đây đó. Bún rất là mạnh, có thể điều chỉnh trên đây nha mọi người, chỉnh nó nhẹ xuống cũng được. Đó, bún rất là tốt. Rồi kích thước cây này là 13 cm thôi, nhỏ gọn trong bàn tay. Rồi cây lấy dấu mã 121.6 ha, giá 200.000. Tiếp theo là cây búa, búa dạng cây rìu rất là đẹp, thiết kế cái mẫu rất là đẹp nhưng mà nó bị mòn mọi người, nên mọi người về sửa lại ha. Cán ốp gỗ nè rất là đẹp, đây mòn nè, lưỡi nó bị mòn rồi, nó xài mẻ. Cây nhỏ gọn rất là đẹp ha. Đây tình trạng cái lưỡi nè, đó. Rồi kích thước cái này là 21 cm ha, lưỡi nè, lưỡi 5.5. Rồi cái rìu này có mã 121.7 ha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái mũi khoan, mũi khoét ha, cái này là mũi khoét. Đây chính giữa nó lấy tâm, mũi rất nhọn, hai bên cái lưỡi này cũng còn rất là đẹp, nhọn. Đây còn nhọn ha, lưỡi này còn nhọn. Bên này thì nó ít nhọn hơn, cái mép thì còn nguyên đây cạnh. Đây mình di chuyển ra và cố định bằng ốc này ha. Trên thân nó có cái hước, đây có hước để mình biết để mình chỉnh, chỉnh hai bên cho bằng nhau, nó có hước nè đó. Rồi cái này nó mở tối đa đây, đây là mở tối đa cái lưỡi nè mọi người đó, 12.5 ha. Muốn rộng hơn á mọi người quay cái mặt này ra, mở đới con ốc này ra, dẫn con ốc này ra rồi rút vào luôn, đảo cái đầu này lại cho cái lưỡi nó ra ngoài đây ha, nó sẽ rộng thêm được một tí. Đây nó rộng thêm được cỡ phân rưỡi ra tới 3 phân lận á, đường kính cả 3 phân luôn á, rộng ra nè. Cái mặt này là hết phân rưỡi rồi. Đó, rồi nó quay nhỏ nhất được nè, nhỏ nhất là 16 ha, 16 mm, ngay cạnh này 16 mm luôn rồi. Cái đầu là mình nó thể hai mũi khoan được nè, mở cái này ra đút cái mũi khoan vô ha, đút cái mũi khoan bằng cái này nè. Cái mũi này khoảng 8 ly nha mọi người, mũi này đút mũi khoan 8 ly vô được ha. Đó, mũi quan sát đút vô. Rồi cái bộ mũi khoét này có mã là 121.8, giá 300.000. Tiếp theo là một cây đo hơi của Nhật mọi người, cái đo hơi này của Asahi, Asahi của Nhật ha, đây Nhật sản xuất luôn. Đã test rồi mọi người, đo chính xác, đo xe máy ok, đo lên được tới 5 kg rồi, đây 5 kg mấy luôn, đo cái hàng rò của nó, nhỏ gọn trong bằng lòng bàn tay ha, nó rất là nhỏ gọn đây. Rồi cái đo hơi này có mã 121.9 nè, giá 150.000.
Tiếp theo cuối cùng luôn là một cái kèm rất là đẹp, kèm của thằng Engineer của Nhật, nội địa Nhật luôn. Kìm này đặc biệt, cái lưỡi nó nè, hàm nó chuyên dụng, chuyên vặn mấy cái đầu ti ốc đó nha mọi người, đầu mà bị tuôn rồi đó, mình vặn được hẳn vậy nè. Đây ví dụ nó như vậy, à, cái đầu ốc như vậy ha, đó mình có thể kẹp hẳn vậy nè, cái miệng nó thiết kế để kẹp hẳn vậy. Kìm mình bình thường thì chỉ kẹp trực vậy thôi. Đó, còn cái răng này nó đặc biệt như vậy, có khá đẹp này, nó kẹp dọc kẹp xuôi luôn, kẹp ngang rồi cắt luôn nè, lưỡi cắt còn rất là mới. Size nó là 16 cm nha. Rồi cái kìm này có mã 121.10, giá 250.000. Rồi em kết thúc video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo ha.